Chào tất cả anh chị em và các bạn. Đây là bánh ngói hạnh nhân. Loại bánh này dễ làm vô cùng luôn, ai cũng có thể làm được. Bạn nào muốn làm những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì cùng mình vào bếp nha. Nguyên liệu cần có là 3 lòng trắng trứng gà tương đương với 105g, 135g đường bột. Rây qua cho đường bột mịn vì đường bột để lâu thường hay bị đóng cục. Dùng phới lòng quậy lên cho đường tan. Nếu không có đường bột, các bạn lấy đường thường xay ra hoặc là quậy cắt thủy trên nồi nước ấm cũng được. Quậy đến khi đường hòa quyện vào lòng trắng trứng, không cần quậy lâu. Cho tiếp vào 60g bơ lạt lỏng. Tiếp tục quậy vài vòng cho bơ hòa quyện. Mình cần thêm 30g bột mì đa dụng, 30g bột hạnh nhân, 3g muối. Đây là loại bánh phải nói là siêu dễ làm luôn, rất thích hợp cho bạn nào làm bánh lần đầu tiên. Độ thơm ngon thì khỏi phải bàn, ăn hơi bị hao đó nha. Bánh này rất được ưa chuộng trong những ngày Tết. Các bạn quậy lên cho hỗn hợp đều. Nguyên liệu cuối cùng mình cần có là 270g hạnh nhân cắt lát. Bây giờ không dùng phới lòng nữa mà chuyển qua phới dẹt, trộn cho hạnh nhân đều và không bị nát. Trộn xong dàn đều ra khay có lót giấy nến. Nếu các bạn muốn làm bánh hình tròn thì dùng một cái khuôn tròn như vậy. Cho từng ít hỗn hợp vào khuôn và dàn đều. Các bạn nhớ làm nóng lò sẵn 170 độ C. Nếu thích các bạn có thể rắc thêm một ít mè đen. Nếu không thích bánh hình tròn thì các bạn dàn đều hạnh nhân ra khay hình chữ nhật. Mình thường hay dùng đồ cắt bột này để dàn hạnh nhân nè, khá nhanh và tiện. Ngoài ra các bạn có thể mang bao tay vào và nhúng bao tay qua nước để chống dính. Dùng tay sẽ dàn đều hơn, nhanh hơn và bánh mỏng hơn. Nếu lúc dàn mà tay bắt đầu dính thì nhúng qua nước lạnh rồi dàn tiếp. Dàn xong bỏ vào lò nướng 170 độ C 15 phút. Tùy vào nhiệt độ của mỗi lò mà các bạn canh chỉnh nha. Lò của mình thì mình nướng 170 độ 15 phút là mặt bánh bắt đầu se lại và khô. Bánh này đã nướng được 15 phút nè các bạn. Mặt bánh đã hoàn toàn khô ráo. Lấy ra ngoài và cắt ngay khi bánh còn nóng. Nếu để nguội, bánh cứng lại các bạn cắt sẽ bị bể vụn liền á. Cắt theo kích thước tùy thích. Mình hay cắt bánh chữ nhật 5 x 7cm.
Mấy cái bánh xung quanh có rìa vàng thì mình lệch cái rìa vào bên trong để khi nướng tiếp bánh không bị cháy. Cắt bánh xong thì nướng tiếp và lúc này mình chỉ nướng 130 độ C thôi. Và thời gian là từ khoảng 20 tới 25 phút nữa nha. Thành phẩm mình sẽ có những cái bánh xinh xinh như vậy nè. Dùng để biếu tặng vừa ngon vừa đẹp mắt. Bánh để thịt nguội sau đó bảo quản trong hộp kín. Nếu dùng để tặng thì các bạn đóng vào túi kín. Bánh dùng được khoảng 1 tháng. Nếu bánh bị yếu, các bạn sấy 110 độ C trong vòng 10 phút, bánh sẽ giòn trở lại. Chỉ vào bếp một chút xíu thôi là đã có bánh ngon ăn rồi nè. Bánh giòn tan và thơm ơi là thơm. Chúc cho tất cả anh chị em và các bạn thành công. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để xem tiếp những video mới của Quỳnh Nhi nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.